Hello Lưu Tiến Thành. Chào Nguyễn Tuấn Hùng. Ui giời. Các thanh niên xe lại về đường giúp thầy nha. Chào Nguyễn Boss. Chào Võ Hoài Lưu. Quân Linh Đề vẫn ở ngay trên wall của thầy em. Ngay trên wall luôn. Chào Nguyễn Hà. Hello Phương Nga. Chuyên mục chào hỏi bắt đầu. Hello. Tối nay mình học ST trong đấy thi đại học nha các em. Các em xe thật nhanh về tường. Xe thật nhanh về wall nhá. Tối nay để được 100 bạn thì mình bắt đầu live. Tối nay chỉ cần 100 bạn là mình bắt đầu live. Chào Nguyễn Thanh Hương. Đây là chuỗi live stream không chém gió của thầy Minh Mia Liên. Đợi một tí xíu để thầy live stream sớm. Các em ơi, hình ảnh có sắc nét không? Các em có nghe rõ thầy nói gì không? Bạn nào mà nghe rõ thầy nói thì chấm cái để thầy biết rồi. Bạn nào nghe rõ thầy nói chấm cái để biết. Chào Khiêm Bryce, chào Phương Nga. Các em nghe rõ không? Giờ học thừa kịp tiến hành nhá. Hello, các em đợi thầy xíu thầy xe ở trong các fanpage. Các em giúp thầy xe ở trong các nhóm giúp thầy nhá. Thầy bị chặn xe vào các fanpage rồi. Các em xe giúp thầy vào các nhóm. Vào các lớp, xong xe lại về tường nhá. Nhớ xe giúp thầy. Hello Thanh Thường. Ở cái lớp live VIP của thầy. Hình như các thanh niên live VIP đang đi chơi với người yêu rồi. Hello. Chào Bảo Ngọc. Đâu thầy có bơ đứa nào đâu. Chào Vũ Thị Phương. Hello cả nhà. Cả nhà xe lại tường nhá. Xong tác các bạn trong video livestream giúp thầy. Hello. Chào nội bộ, chào Bảo Ngọc. Các thanh niên lớp live VIP xe vào trong tin nhắn chat của lớp giúp thầy nhé. Thầy không xe vào được. Để thầy tập trung live cho bọn em mà. Hello. Chào Hoàng Oanh, chào Lê Trung Hiệp. À bọn này bây giờ chắc mải đi chơi. Chắc chắn đội này mải đi chơi, lười học. Hello. Chào Nguyễn Xuân Trường. Xuân Trường xe trong tác em 2K2 với giúp thầy nhá. Ok. Chào Trần Minh. Nhiều bạn đang... Hello anh Minh, chào em. Để chuyên môn đây là lúc này là lúc mà like để mà chào hỏi. Để chuyên mục chào hỏi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng một đi chấm cái nào mình bắt đầu. Các anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng một đi chấm cái nào mình bắt đầu nhá. Chào Nguyễn Xuân Trường. Xe hết lên các nhóm đi chưa? Xe hết lên tất cả các nhóm giúp thầy. Chào Mỹ Gấm. Thi xong vẫn coi. Ok, thank you Hà Xuân Thủy. Nhớ thầy. File lý thuyết là file nào Thanh Thường? Ngọc Bích Vũ à. Các em giúp thầy xe về tường xong tát tất cả các bạn về mà trong video live stream nhá. Hello Nguyễn Quang Trường. Chào cả nhà. Các em nghe rõ thì nói không? Các em thấy hình ảnh có sắc nét không? Sắc nét thì chấm cái để thầy biết. Sau mình bắt đầu vào buổi live stream ngày hôm nay. Nếu các em mà thấy sắc nét thì chấm cái để thầy biết. Xong rồi là mình sẽ bắt đầu vào buổi live stream ngày hôm nay. Buổi live stream giải đề thi đại học ST phần 1. Dĩ nhiên phần 1 thì chúng ta sẽ có phần 2, phần 3, phần 4. Đúng không? 69 bạn. Em học thầy 1 năm rồi sang học năm thứ 2 thầy đuổi. Đúng rồi, chính xác, đuổi luôn. Thầy dạy đến hết năm hay hè thôi. Thầy dạy hết năm chứ Thành Nguyễn. Hello Quang Trường. Thầy dạy đến hết năm chứ Thành Nguyễn.
Đợt hè này tối nào gần như là cứ hai tối thì có một tối thì livestream luôn. Các em nhớ lịch livestream cố định của thầy nhá. Lịch livestream cố định của thầy là vào tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu. À đâu nhầm, 2 3 6 sorry. Em làm nốt bài cuối thôi, bắt đầu. Thi xong rồi vẫn là xem live tốt, ok. Xe thật nhanh về tường nào, lên 100 bạn là mình bắt đầu mình học nhá. Xe thật nhanh về tường để được 100 bạn là mình bắt đầu học. Thầy bảo với các bạn là lúc 20:30 thì livestream, nhưng mà thầy cứ luôn luôn livestream sớm để cho các em vào học chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu học. Nhớ chuẩn bị hôm nay thì nhớ là chuẩn bị bút này, máy tính này, thước này, đầy đủ vào rồi mình học. Full HD mà trường. Sao các em có thấy nét không? Các em có thấy bị mờ? Các em có thấy nét không? Các bạn nét thì chấm cái để thầy biết nào. Ok. Thank you Nguyễn Xuân Trường. Chào Vũ Quang Huy. Quang Huy xe về tường công tác các bạn ở trong lớp mình vào giúp thầy nhá. Hello Nguyễn Văn Tài. Hello. Đây rồi. Chào Vũ Quang Huy. Ui chào nhiều quá. Khẩn trương nét đấy. Cảm ơn Phương Nga. Phương Nga thấy nét rồi tốt. Rồi. Hiển xe về tường công tác em vào trong video livestream giúp thầy nhá. Ok chưa? Hình như bọn này đang mãi đi cày view cho Sơn Tùng sao? Chắc dễ vậy. Thôi kệ. Hello Nguyễn Văn Tài. Thôi kệ nhá, mình bắt đầu nhá, mình bắt đầu chiến nhá. Mờ lắm. Thầy xem bằng cái này của thầy thì không bị mờ. Vương Diễn Quỳnh thử thoát ra vào lại giúp thầy với. Các em có bị mờ? Sao đây này nét căng đây này, Vũ Ông Nghi bảo nét căng này, Vương Diễn Quỳnh chắc là bị làm sao rồi. Chắc là Vương Diễn Quỳnh có vấn đề gì đó rồi. Nét rồi, ok. Ok. Các em nhớ này, để cho buổi học mà diễn ra tốt nhất và các em học được bài khủng nhất thì các em nhớ comment đáp án liên tục cho thầy, được chưa? Bởi vì khi mà comment đáp án thì các em sẽ học được bài ổn nhất nha. Nhớ comment đáp án liên tục cho thầy. Ok. Phối hợp ơi. Ok, bắt đầu nhá, mình vào học nhá. Bắt đầu, let's go. Hôm nay mình là ST cho đề thi học. Chào Trương Văn Hiển. Hiển cố gắng xem năm nay được 9 điểm nhá. 9 điểm. 9 năm nay Hiển được 9 điểm có thưởng luôn. Nào câu số 1 nào, các em nhớ comment đáp án nào, câu số 1 này. Mệnh đề nào sau đây không đúng, nào comment đáp án xem câu số 1 đáp án gì. Cày view cho. Bây giờ phải cày view cho Minh Myelin Vlog mới được. Hello Nguyễn Thị Thu Thùy. Nào, mệnh đề không đúng, comment đáp án cho thầy xem nào. Mệnh đề không đúng. Anh này với anh này cùng dãy đồng đẳng. Cái này nhiều đứa chọn là đúng thì là sai nhá. Đây này, thằng này được tạo bởi từ axit và gì? Không phải là ăn côn, còn anh này được tạo bởi từ axit và ăn côn nên thằng này cùng dãy đồng đẳng. Đấy. Thế còn lại anh này tác dụng với đá hoắt thu được anhít và muối, nhìn nhá. Thằng này tác dụng đá hoắt này thì có phải ta thu được là C2H5COONa và CH3CHO không? Cái này đúng. Cái này đúng. Anh này tác dụng brom đúng, bởi con đôi đôi CC là tác dụng brom, đúng tiếp. Anh này có thể trùng hợp tạo polymer chính xác, vậy sai là A, nhiều bạn bị lừa câu này. Đáp án sai là đáp án A. Đấy, đề thi học nó rất là xoáy, rất là khủng. Nên là rất rất nhiều bạn bị lừa, hãy cẩn thận. Đấy, thầy nhìn thấy có rất nhiều bạn comment đúng. Chào Lan Anh. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh về tường nhá. Đây là những cái câu mà rất là chắc chắn có trong đề thi hay là đề kiểm tra của em. Thế nên là thầy live stream sớm để cho em biết trước đi. Mấy em nữa đi vào phòng thi hoặc là bài kiểm tra thì cảm giác nó cực kỳ dễ. Đấy là một trong số những lý do mà tại sao các học sinh của thầy luôn luôn trúng đề. Đúng không? Cài thầy từ sớm, xuất phát sớm thì nó khác biệt. Mình sang câu số 2 là một câu bài tập nhá. Thầy chữa rất là chậm cho các em hiểu thôi. Đây vẫn là những cái mà thầy chữa rất là chậm. Câu số 2 này. Các em lưu ý nhá, comment đáp án câu số 2 nào. Xà phòng hóa 8,8 gam etin acetat. Bạn nào chưa xe về tường xe ngay nhá. CH3COO C2H5. Thế mình tìm được số mol luôn nhỉ? Mình có phân tử khối anh này này. Anh này chính là C4H8O2. C4H8O2 thì phân tử khối của nó bằng 88. Đúng chưa? Đấy, em cày xong tờ này rồi chỉ đợi thầy like. Đúng rồi, Nguyễn Thu Thủy rất tốt. Vậy 8,8 mà chia cho 88 thì số mol nó bằng 0,1. Đấy, thầy nhìn thấy rất nhiều bạn chọn B này. Xem có đúng nhá. Cộng với NaOH, mình tìm được số mol NaOH của chúng ta thì bằng 0,2 nhân 0,2 thì bằng 0,04 để mình thu được CH3COONa. Được chưa? Cộng với C2H5OH. Vậy hoàn toàn ở đây mình có này. 0,1 là anh này là nhiều hơn, anh này 0,04 là ít hơn. Vậy tính ra thằng 0,04 và anh này bằng 0,04. Chúng ta lưu ý thằng ST này dư nhưng ST không tồn tại ở điều kiện thường chất rắn. Vũ Quang Huy đang tắm vẫn xem, che đi nhá Huy nhá, không mọi người nhìn hết.
Vậy mình có này. Vậy chất rắn ở đây mình chỉ có M chất rắn chính bằng M của CH3COONa thì bằng 0,04. Thầy khuyên này, các em muốn học giỏi các em cần thuộc phân tử khối anh này. Phân tử khối anh này bằng 82. Vậy là kết quả chúng ta bằng 3,28. Ok. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Chào Lê Cẩm Tú. Hello Lê Cẩm Tú. Lê Cẩm Tú xem ở trong nhóm lớp mình nhá. Hello cả nhà. Cái các em giúp thầy share xong tác tất cả các bạn của em vào trong video live stream này. Đang côn video live stream với vợ vẫn phải xem. Kinh nhỉ. Nào mình tiếp. Sang câu số 4. Tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video live stream này. Bạn nào chưa share lại về tường thì share thật nhanh về tường. Để cho các bạn cùng nhìn thấy, để cho các bạn cùng biết. Đây là những cái câu này là câu rất hay thi ở trên đề. Nhớ comment đáp án thật nhanh. Nào mình tiếp nào. Thủy muốn Huy cho xem cái gì? Thôi học đi. Không có hóng của nó. Câu 4 này. Một ete có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân trong môi trường axit thu được acetanihid. Acetanihid là CH3CHO đúng không? Thế vậy này, anh này thủy phân trong môi trường axit này thì thu được ancol là CH3OH vớt. Đúng chưa? Anh này thủy phân trong môi trường axit thì thu được CH3C nối đôi O. CH3 anh này là acetone, vứt tiếp. Anh này thủy phân trong môi trường axit thì thu được CH3CHO anh này lấy đúng không? Đây là acetanehyde đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án D. Đúng là Trần Nguyễn Thanh Hương ạ. Câu 2 không cộng với CH3COCH5 dư, chính xác. Bởi vì CH3COCH5 dư đun lên thì nó sẽ bốc hơi nhá. Trần Nguyễn Thanh Hương. Ok em hiểu chưa? Trường thôi vô trễ không sao cả. Xe lại về trong nhóm để cho các bạn ở trong lớp mình cũng biết nhá. Câu 3 thì cắt rồi. Câu 3 nó không hợp lý thì cắt rồi. Nào tiếp tục. Tiếp tục nào. Câu số 5 nào. Câu số 5 đáp án gì? Câu số 5. Đây là chuỗi live stream. Chuỗi live stream của thầy dành tặng cho các em. Đấy, những bạn nào thanh niên chăm chỉ học hè là sẽ cực kỳ khủng. Ok. Đấy đúng rồi, Huy tranh thủ comment trả lời các bạn giúp thầy nhá. Rất tốt. Học thầy là phải học như vậy thì mới khủng được. Hình như hơi bị ít đứa 2K 2 biết thầy sao ấy. Không làm gì có câu 3 trong này. Trong đề thầy làm gì có câu 3. Câu số 5 nào. X là một ethanol đơn chức có tỷ khối hơi so với CH4 là 5,5. À, nhìn nhá. Vậy các em nhìn này. X là một ethanol đơn chức. No đơn chức là công thức tổng quát là CnH2NO2 này. Tỷ khối so với CH4 là 5,5 có nghĩa D của X so với CH4 bằng 5,5. Thế thì D của X so với CH4 thì chính bằng phân tử khối của X chia cho phân tử khối của CH4. Vậy nó sẽ bằng phân tử khối của X chia cho 16. Suy ra phân tử khối của X bằng 16 nhân với 5,5 thì bằng 88. Ok chưa? Mấy bạn đi chơi thấy biết thế. Vậy hoàn toàn mình có này. Mình có này. Nếu đun 2,2 gam ete. Vậy ở đây nhá, mình có CnH2NO2 của mình sẽ có phân tử khối nó là 14N cộng 32 thì bằng 88. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được N bằng 88 trừ 32 trừ 14 thì bằng 4. Vậy công thức của ET để em giới thiệu cho thầy. Rất tốt. Các em cứ nhảy vào trong tất cả các cái nhóm ấy, xong rồi giới thiệu là thầy Minh Mirin live stream cực kỳ chất, không có chém gió là được. C4H8O2. Ok chưa? C4H8O2. Vậy thì hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ được. Nhớ xe nhanh về tường nhá. Cái ete chúng ta vừa có dạng là RCOO R phẩy. Số mol bằng 2,2 chia 88. 2,2 chia 88. 2,2 chia 88 thì bằng 0,025. 0,025 cộng với NaOH dư thì mình thu được RCOO Na cộng R phẩy OH. Số mol 0,025. Mà đề bài cho 2,05 gam muối. Mà đề bài cho chúng ta là 20 là 2,05 gam muối. 2,05 gam muối. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ có phân tử khối của gốc RCOONa. RCOONa sẽ bằng 2,05 chia 0,025 thì bằng 2,05 chia 0,025 bằng, đứa nào chưa xe nhanh nhá, 82. 82. Vậy hoàn toàn đến đây thầy được này. Cụm này bằng 67. R cộng 67 thì bằng 82
suy ra R bằng 15. 15 như chiêu của thầy chia cho 14 thì gần bằng 1. Vậy 15 tương ứng với lại là CH3. Vậy suy ra anh ST này nó sẽ là CH3COOC4. 4 là có 2 carbon. Vậy là bỏ đi 2 carbon này, vậy là còn là CH3COCH5. Đúng chưa? Thầy chữa cực kỳ chậm để cho các em hiểu. Sao rồi là bằng 29 được? 82 chữ 67 mà anh Dung. Dung nhầm à? Đúng chưa? CH3COCH5 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Các em nhìn kỹ chưa? 5C nhá. 5C là chuẩn nhất. Đấy, bạn nào chưa share lại về tường thì share thật nhanh về tường và tag các bạn của em vào trong video live stream giúp thầy nha. Khẩn trương. Không lại tèo rồi. Nào chúng ta tiếp, chúng ta chiến tiếp. Chúng ta phải chiến tiếp. Mình có tiếp nào. Câu số 6 này. 2 ST đơn chức ngồi mãi mới lên được 8991, lên hơn 100 nào các em. Hôm nọ mình hơn 100 mà. Hãy chứng minh rằng team thầy Minh mới lên cực kỳ trâu và chất. Nào, câu số 6 nào. Câu số 6 xe rồi. Thank you. Sếp chứng chính xác. Nào, mình có câu số 6. Câu số 6 nào. 2 ST đơn chức XY là đồng phân của nhau. 2 ST đơn chức XY đồng phân của nhau. Đồng phân vậy là công thức phân tử phải giống nhau. Hay nói khác là cùng dung điện carbon. Thằng này cùng. Thằng này thế nào? 5. Thằng này cũng 5. Được. Thằng này 4. Thằng này là cũng 4. Ok. Được rồi, thằng này 4, thằng này cũng 4. Ok. Đây nha, đồng phơi khi hóa hơi 1,85 gam x thì thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích hơi của 0,7 gam nitơ. Điều này chứng tỏ là số mol của x chính bằng số mol của nitơ. Số mol của nitơ sẽ bằng 0,7 chia cho 28, bởi vì 0,7 gam mà. 0,7 chia 28 thì bằng 0,7 chia 28 thì bằng 0,025. 0,025. Số mol của x thì bằng 1,85 chia cho phân tử khối của x. Và hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được phân tử khối của x đúng không? Hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của x đúng không? Đây là buổi đầu tiên biết thầy. Ok, thank you. Vậy, đấy, rất nhiều bạn đây là buổi đầu tiên mới biết thầy nên các em phải tăng tính chia sẻ lên để cho các bạn biết đến thầy, để cho buổi học mình vui hơn chứ. Càng đông thì mình càng vui. 0,025 bằng 74, phân tử khối bằng 74. 74 nhá, mà mấy bài nói là ST đơn chức, mình nhìn này A, B, C, D thì A, C, D là ST no. ST no thì vậy mình có trường hợp số 1 là ST no, được chưa? Vậy anh này sẽ là CN H2N O2. Vậy hoàn toàn mình có 12N cộng 2N là 14N cộng với 32 thì bằng 74. Hoàn toàn đến đây mình tìm được N bằng 74 trừ 32 bằng chia 14 bằng 42 mà chia cho 14 bằng 3. N mình bằng 3. Vậy chắc chắn số nguyên tử carbon của mình là 3. Vậy nó là C3H6O2 3 carbon thôi. 1, 2, 3 được. Đây cả hai này đều là đồng phân của nhau. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy. Đáp án A các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Nhớ chưa? Nhớ đấy. Nào mình cày tiếp nào. Các em hiểu bài không nhỉ? Các anh biết nào hiểu bài chấm cái để thầy biết nào. Đây là biểu đầu tiên biết thầy đấy. Nào. Các em bạn nào hiểu chấm cái để thầy biết nhá. Thầy biết là các em hiểu. Ok. Mình sang tiếp nào, câu số 7 nè. Câu số 7. Thủy phân ST có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân ST có công thức phân tử là C4H8O2. Với xúc tác axit thu được hai sản phẩm hữu cơ là XY. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Đây. Lưu ý là từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y nhá. Cái từ là từ rất quan trọng. Bởi vì có cụm từ từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y, vì vậy nên là suy ra một điều là X và Y thì có cùng số nguyên tử carbon. Nhớ chưa? Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y, suy ra X, Y là có cùng số nguyên tử carbon. Đấy, nhớ đấy. Nhanh quá. Đấy, đây là bạn Mai Nhật Ngân này, chưa học xong ST nhưng mà nghe giảng vẫn hiểu này. Đấy, thầy cần rất rất nhiều bạn như vậy, bởi thầy giảng cực kỳ chậm để cho các em hiểu mà. Được chưa? Mình có tiếp tục. Tiếp tục nha. Thủy phân này, vậy là cùng nguyên tử carbon, vậy suy ra tương đương với việc đó là anh C4H8O2 này phải làm sao cho hai bộ phận đều có cùng nguyên tử carbon. Vậy là 4 mà chia 2 thì bằng 2. Vậy thì đầu này sẽ là CH3COOCH5. Thấy hai đầu đúng cùng nguyên tử carbon này, 1, 2 cũng 2. Xúc tác axit cộng nước, xúc tác axit H cộng,
thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Vậy anh này thủy phân thì ta thu được là CH3COOH và C2H5OH, đúng chưa? Đây là hai sản phẩm. X có thể đổi trực tiếp ra Y, vậy X chắc chắn là CH5OH và Y là CH3OH, bởi vì chỉ có từ C2H5OH mới có thể điều chế trực tiếp ra được CH3OH, chứ còn từ C3OH thì không thể điều chế ngược lại được. Được chưa? Vậy X chủ chúng ta chú ý, X chắc chắn là rượu ethylic. Nhiều đứa chọn ethylacetate là bị lừa, mắt lé. Đáp án đúng phải là đáp án gì? D. Ui giời, Huy mắt lé kìa. Thế mà bốc phét. Trang Bun đúng rồi. Đấy, Huy vừa nãy tạch, đúng không? Rồi Ghost. Nào tiếp tục nhá. Xe thật nhanh để về tường thông tác các bạn vào trong video live stream nhá. Nhiều bạn bị sai đấy không? Được chưa? Nhớ nhá, một lần sai một lần nhớ, không sao cả, cứ comment đáp án đi. Một lần sai là một lần mình nhớ, một lần sai là mình lại thêm một lần mình nhớ kiến thức nhá. Nào mình sang câu tiếp theo nào. Câu số 8. X thì oxy hóa không hoàn toàn, xúc tác men. Em tưởng tượng là để rượu lâu ngày thì nó bị chua đấy. Được chưa? Đây là Nguyễn Thị Thu Thủy 8 skin huyền thoại này, 345248. Đúng rồi, chính xác, chúng ta cùng xem skin nhá. Đồng phân este RCOOR1COR2. Vậy mình xét số nguyên tử carbon, mình có R1 cộng R2 bằng 4 trừ đi 1 thì còn 3. Vậy ở đây thì có 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1 3 4 5 2 4 8. 3 có 2. 0 1 2 thì chỉ có 1, 0 1 2 chỉ có 1. Vậy 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy là chúng ta có 4 thành phần C là chính xác. Đấy, bây giờ có rất nhiều bạn đã đạt đến trình độ nhẩm phát là ra rồi, giống như kiểu bạn Nguyễn Thanh Thủy ngày trước là con điêu quốc dân, không hiểu nhưng mà thầy giảng vụ phát là xong. Những bạn nào không hiểu thì inbox cho thầy nhá, hoặc có thể đăng ký khóa live VIP. Được chưa? Mình tiếp tục này. Thầy đang viết một quyển sách cực kỳ hay cho các em. Câu số 9 nào. Khi đốt cháy hoàn toàn một ethanol đơn chức. Wow. Khi đốt cháy hoàn toàn một ethanol đơn chức. Các em nhớ xe lại về tường nhé, xong tác các bạn vào trong video live stream nhá. Xe lại về tường và tác các bạn vào video live stream. Đợt này thầy đang thanh lọc nội bộ, có nghĩa là thầy đang hủy kết bạn với khá nhiều thanh niên ít tương tác nhá. Đợt này thầy đang hủy kết bạn với khá nhiều thanh niên ít tương tác và chặn rất rất nhiều các thanh niên. Ok, không dùng công thức em ạ, dùng công thức là rất dễ chết. Mình có câu số 9 nào. Khi đốt cháy hoàn toàn một ethanol đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy đã phản ứng, tên gọi của este là. Nào. Bảo Hân à, em lên trên YouTube em search đồng phân siêu nhanh này ra. Đây các em ơi, bạn nào chưa biết cái chiêu đấy của thầy nhá thì bảo các em lên YouTube. Lên YouTube này. Search đồng phân siêu nhanh. Đồng phân, nhìn không? Đồng phân siêu nhanh này. Kích vào đây phát ra video thầy nhiều lượt xem nhất luôn, 20.000. Kích vào đây, học luôn. Thế là biết được 345248 như nào. Nhớ subscribe nhá, nhớ subscribe nhá. Kênh gần lên được 5.000 người đăng ký rồi. Được chưa? Nào mình có tiếp nào. Mình có tiếp nào. Câu số 9 nào, cũng comment đáp án cho thầy nào. Khi đốt cháy hoàn toàn một ethanol đơn chức thì số mol, lưu ý ethanol đơn chức. Đây là những câu rất hay thi ở trong đề ở trên trường nhá, nhớ xe lại về tường để mà có tài liệu mà học. CnH2NO2 đốt cháy trong oxy thì thu được CO2 cộng nước. Vậy bây giờ mình cứ đi cân bằng thôi. N carbon 2N hydro chia 2 thì bằng N. Đếm oxy, 2N cộng N là 3N trừ 2, vậy anh này là 3N trừ 2 phần 2. Ok chưa? Vậy này, số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy. Vậy nếu thầy đặt số mol oxy là 1 thì số mol CO2 là 1. Vậy hoàn toàn mình nhân chéo, mình có 1 nhân N bằng N sẽ bằng 3N trừ 2 phần 2. Đến đây thì được 2N thì bằng 3N trừ 2. Ok chưa? Vậy suy ra thì tìm được N bằng 2. N bằng 2, vậy este chúng ta chỉ có thể là C2H4O2. Mà với cái thằng C2H4O2 ấy, thì với cái thằng C2H4O2 ấy, thì nó chỉ có thể là gì? HCOO
CH3. Và HCO CH3 thì tên gọi là gì? Methyl formiate. Được chưa? Methyl formiate. Nhớ gọi tên nhá. Đáp án đúng đáp án. À, nào Thủy ơi, tập trung vào comment đáp án em. Huy cũng vậy. Tập trung vào comment đáp án này. Không tán tỉnh nhau trên này nhá. Nào câu số 10. Câu số 10. Xà phòng hóa. Đấy, bây giờ lại thiếu, giờ mới thấy bạn Linh Thủy comment đáp án. À, chính xác, rất tốt. Nào, câu số 10. Xà phòng hóa Huy. Muốn thầy chặn em không? Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp. Comment đáp án này. Bằng hang dịch NaOH, 1,99 gam 2-ete bằng dịch NaOH. Thu được muối và ancol đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của 2-ete đó là, nhìn nhá, mình nhìn cái này mình phải có chiêu nhìn đáp án là có này. Nhìn A, nhìn B, nhìn C, nhìn D. Nhìn thấy chưa? Thì tất cả nó đều là gì? Ethanol đơn hợp. Nhìn không? Vậy chắc chắn ở đây chúng ta phải có chiêu nhìn đáp án về ethanol đơn hợp. Công thức tổng quát là CnH2nO2. Khối lượng đề bài cho chúng ta bằng 1,99. 1,99 cộng với NaOH. NaOH thu được muối. Muối đề bài cho chúng ta là bằng 2,05. 2,05. Bao giờ thi đỗ cho tán nhau thoải mái. Học sinh của thầy toàn hot girl, hot boy. Cứ thi đỗ xong thì tán nhau thoải mái. Còn bây giờ mình tập trung mà học. Thầy đã mà không chém gió rồi thì bọn em phải tập trung mà học. 0,94. Vậy hoàn toàn mình có này. Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Thì mình tìm được thằng này cộng MnaOH thì bằng M muối cộng M ancol. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được MnaOH đúng không? Từ MnaOH mình tìm được số mol MnaOH đúng không? Vậy mình có này. 2,05 cộng 0,94. 2,05 cộng 0,94 trừ đi 1,99 bằng 1. Vậy là 1 gram MnaOH. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol chia cho 40. Số mol 0,025. 0,025. Bạn nào muốn đăng ký khóa live VIP thì inbox với chị Thảo Thoan nhé. Chị Thảo Thoan comment dưới này. Bạn nào mà muốn đăng ký khóa live VIP thì hoàn toàn có thể inbox cho chị Thảo Thoan, trợ lý của thầy, trợ lý cấp cao. Ok. Đúng rồi, thầy sẽ giới thiệu cho em. Team học trò thầy kinh điển lắm. Toàn các thanh niên đi du học thôi. Cực kỳ đẹp dài. Nào mình có. Mình tìm số mol nào mắt nhé, chúng ta chú ý này, đây là ete này, ete đơn chức. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol ete bằng 0,025. Vậy hoàn toàn lên đây mình có phân tử khối 14N cộng 32 bằng 1,99 chia cho 0,025. Đến đây là tìm N. 1,99 chia 0,025 bằng trừ 32 bằng chia 14 bằng N bằng 3,4. Được chưa? N 3,4 nhé. Vậy chắc chắn một thằng là nhỏ hơn 3,4, một thằng lớn hơn 3,4 là 4. Bởi vì ở đây đề bài nó này, một muối và hai ancol đồng đẳng kế tiếp tương đương với lại 2 ete phải hơn kém nhau một carbon. Hơn kém nhau một carbon. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Vậy là một thằng là C3 và thằng C4. Thằng này C2, thằng này C3 vớt. Thằng này C4, thằng này C5 vớt. Thằng này C4, thằng này C5 vớt tiếp. Thằng này C3, thằng này C4 lấy. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Nào, chín hóa bình thường. Nào tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Sang câu số 11 nào. Câu số 11. Hôm nay ở câu cuối mình có một câu bot. Tối nay mình đi săn bot. Câu số 32 là một câu bot. Không biết là bao nhiêu bạn làm được câu này. Nhưng mà câu bot này thầy nghĩ là cực kỳ nhiều bạn sai. Cứ chuẩn bị xem. Đến lúc cuối chúng ta có một câu bot. Thầy ơi, 30 tuổi em ế, thầy tìm. Ok, thầy tìm hộ em một anh. Được. Nếu 30 tuổi ế, inbox cho thầy. Câu 11. Sợ đến lúc đấy 30 tuổi, đấy có 5 con rồi chết. Câu 11. Chất hữu cơ X. Rồi, Nguyễn Thu Thủy rất tốt. Cứ học giỏi là auto có người yêu. Học giỏi hóa auto có người yêu hết. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. C5H8O2. Vậy là nó có dạng là RCOOR phải các em nhỉ. Mà công thức phân tử C5H8O2 thì thầy tìm được phân tử khối đó nhá. Được chưa? Được chưa? Mình có này, 5 này chia cho
5 chia cho 100, phân tử cuối này 100, 5 chia 100 thì bằng 0,05. Được chưa? Tác dụng với NaOH, tác dụng với NaOH để tạo thành RCOONa. Thấy nhá. Vậy là hoàn toàn mình tìm được số ngon anh này bằng 0,05. Được chưa? Mà muối là 3,4. Cứ để đây bình tĩnh đã. Vậy hoàn toàn đến đây ta tìm được này. R cộng với cụm này là 67 thì bằng 3,4 chia 0,05 thì bằng 68 đã. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được R bằng R mấy? R bằng 1. Với R bằng 1, với R bằng 1, vậy thì chắc chắn anh này sẽ có dạng là HCOO này, loại trong này này. Được chưa? HCO này thì đầu cuối nó sẽ còn là C4H7 thôi. Và mình chưa biết là thằng nào, đề bài nói thủy phân thu được hợp chất hữu cơ không là mất máu đốt brom. Không vào mất máu đốt brom thì bỏ ngay thằng anhít. Anhít là mất máu đốt brom. Đúng chưa? Mình nhìn nhá. Thủy phân này. Thủy phân anh này thì ra được ancol này. CH2OH CH nối đôi CH CH3 có nối đôi CC mất máu đốt brom. Vượt. Vậy là còn hai này đúng không? Anh này thủy phân này thì chắc chắn thu được anhít. C3H7CHO, anh này mất máu đốt brom. Vượt tiếp. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Không là mất máu đốt brom, vậy chỉ có thể là đáp án C. C thì thủy phân là được ceton. C. Ui giời ơi, Huy ơi là Huy học rồi Huy nha. Mặt lé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Được chưa? Anh này loại từ đầu rồi, anh này thủy phân ra ancol có một nối đôi CC mất máu nước brom. Anh này thủy phân ra anhít mất máu nước brom mà đây nói không làm mất máu nước brom. Vậy chỉ có thể là C do C thủy phân ra ceton. Hiểu chưa các em? Bạn nào hiểu rồi thì chấm cái để thầy biết nhá. Bạn nào hiểu rồi thì chấm cái để thầy biết nào. Hiểu không? Mình có tiếp tục sang câu 12. Mình có tiếp tục chiến tiếp sang câu số 12. Nào. Câu số 12. Hỗn hợp X gồm 2 ethanol. Hỗn hợp X gồm 2 ethanol nha. Đơn chức mạch hở đốt cháy hoàn toàn một lượng X. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thì cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn thu được 6,38 gam C2. Đúng rồi, Lê Quân, ceton không là mất máu đốt brom. 2 ethanol lên trước. Được chưa? Vậy công thức tổng quát nó là CnH2NO2 nhá. Comment đáp án câu 12 cho thầy. Đơn hở này cộng với lại oxy này. Mình tìm được số mol oxy bằng 3,976. 3,976 chia 2,4 bằng 0,1775. 0,1775. Được chưa? Thu được 6,38 gam CO2. Mình tìm được số mol CO2 bằng 6,38 chia cho 44 bằng 0,145. 0,145. Được chưa? Ra được bằng 0,145 rồi. Tiếp tục này. Do anh này là ethanol đơn chức nên mình có số mol CO2 bằng số mol nước. Vậy số mol nước của chúng ta cũng bằng 0,145. Ok chưa? Vậy các em nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ nhá. Ở đây bây giờ thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là thầy tìm được số mol của ete. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là thầy tìm số mol ete. 0,145 x 1 cộng 0,145 x 2 trừ đi 0,1775 x 2. Được chưa? 0,145 x 1 cộng với 0,145 x 2 trừ đi 0,1775 x 2 bằng 0,08 chia cho 2. Chia cho 2 thì bằng 0,04. 0,04. Phạm Nguyễn Đăng Khoa cứ bình tĩnh em. Chưa có gì mà vội mà vàng cả. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,145 chia 0,04. 0,145 mà chia cho 0,04. 0,145 chia 0,04 bằng 3,625. 3,625. Mà đề bài nói X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối han côn đồng đẳng kế tiếp. Điều này tương đương với việc là 2 este hơn kém
hơn kém nhau một carbon. Được chưa? Vậy suy ra anh này là 3, anh này là 4. Vậy một thằng là C3, một thằng là C4. C3 62 và C4 là 82 do no đơn trước. Đây, loại hành này. Thằng này là không no đúng không? Thằng này no đơn này. Vậy đáp án đúng đáp án A. Rồi tốt, bạn nào là bạn A nhiều này, Phạm Nguyễn Đăng Khoa chính xác, rất tốt. Đúng rồi nhá. Thấy không? Rất là dễ thôi. Thầy thấy là nó rất là dễ thôi nhưng mà nhiều bạn sẽ không làm được. Nên là rất là khổ thân cho các bạn mà không được học thầy ngay từ đầu. Thế là rất mong muốn là các em, bạn nào chưa share lại về tường, share lại về tường giúp thầy và tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này để giúp cho các bạn có thể nhìn thấy thầy ngay từ bây giờ và không phải nói một cái câu hối tiếc nhất mà 2000 năm ngoái vừa nói. Đấy là gì? Ôi ước gì em được gặp thầy sớm hơn, đúng không? Một cái câu đấy, câu ước gì đến bao giờ ước gì. Được chưa? Nhìn sang câu 13 nào. 13. Đây là những câu ST trong đề thi đại học nhá. 13 nào. 13 không có, 14 đúng không? 14 nào. 14. Trong các chất sau đây. Trong các chất sau đây, số chất có khả năng làm mất màu nước brom. Thì các em lưu ý này. Những chất làm mất màu nước brom này, những chất làm mất màu nước brom này. Etin acetat thì viết thằng etin acetat ra nhá. Etin acetat thằng này CH3COO C2H5, thằng này không làm mất màu brom, vớt. Được chưa? Ui, nghỉ học thêm nhưng mà đánh bot, bot còn kinh khủng hơn. Acid adipic là anh này. HOOC 1 2 3 4 5 6 OOH, không mất màu, vớt. Metin acrylat Lục Trung Đức nãy giờ xem và xem chung comment như tự kỷ, khổ thân. Metin acrylat này, acrylat COOCH3, được chưa? Vậy đây này, thằng này làm mất màu nước brom, được. Vinin acetat, tìm live VIP thầy vào đây rồi. HCOOCH nối đôi CH2 đúng không? Vậy này là mất màu nước brom, mất tiếp. Anilin format HCOOC nối đôi C, mất màu tiếp. Vậy nhìn kỹ nha, đây là các chất này. Etin acetat không mất màu, acid adipic không mất màu. Được chưa? Metin acrylat mất màu, vinin acetat mất màu, anilin format mất màu. Tại sao mất màu? Tại vì nó có nối đôi CC là mất màu. Được chưa? Vậy thì có 1 2 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom. D. Được chưa? Ok, tất cả các bạn nào comment đáp án D là chính xác. Nguyễn Văn Quân đúng, Trần Minh đúng, Trần Otogami đúng, Nguyễn Văn Quân đúng, Thu đúng. Ok chưa? Tiếp tục nhá, sang câu số 15 nào. Câu số 15. Câu số 15 này cũng khá là chất đấy. Chất chất đấy. Câu số 15 này. Cho 16,4 gram hỗn hợp X. Cho 16,4 gram hỗn hợp X. 16,4 gram hỗn hợp X. Bạn nào chưa xem về tường, xem được nhanh về tường nhá. 16,4 gram hỗn hợp X gồm hai axit carboxylic là đồng đẳng ký tiếp nhau. Phản ứng hoàn toàn với, mình nhìn đáp án này. No. Không no. Do đồng đẳng. Thế đây là thằng này no thì thằng này phải no. Vớt, khác phải đồng đẳng. No, no, được, no, no, được. Không no, không no. Vậy mình có B và D đều là no, no. Đúng chưa? Thế bây giờ mình cứ giải đã. Mình cứ giải đã. 16,4 gram hỗn hợp 2 axit. Thế thì 16,4 gram hỗn hợp 2 axit carboxylic đồng đẳng kế tiếp nhau. Thế thì đây là 2 axit carboxylic. Vậy thầy cứ đặt theo B, D đều là no. Vậy thầy cứ đặt công thức tổng quát chúng nó là CN H2NO2. Đây là trường hợp số 1 đúng không? Trường hợp số 1 là axit no. Mình giải như vậy cho dễ. À, cộng với lại hỗn hợp gồm NaOH số mol bằng 0,2, KOH số mol bằng 0,2, thu được dung dịch Y, hỗn hợp chất rắn khan là muối, mình gọi là chất rắn ý, cộng với nước. Đúng chưa? Ở đây là phản ứng hoàn toàn nên chắc chắn là hết. Đúng chưa? Thế vậy ở đây là 16,4 gram hỗn hợp 2 axit. Đây 16,4 gram này. 16,4 do phản ứng hoàn toàn nên mình có thể sử dụng bảo toàn khối lượng. 0,2 x 40 cộng 0,2 x 56. Đề bài cho M chất rắn bằng 31,1. Đúng không? Cộng M nước. Đấy. Vậy là đây mình tìm được M nước. Hoàn toàn là đây mình tìm được mở nước.
đúng không? Mình tìm được m nước bằng bao nhiêu nhỉ? 16,4 cộng 0,2 nhân 40 cộng 0,2 nhân 56 bằng trừ 31,1 bằng chia 18 bằng m nước bằng 0,2, số mol m nước bằng 4,5. Suy ra số mol nước bằng 0,25. Do số mol nước bằng 0,25 thì bây giờ có OH này, đây là có axit này, vậy thì chắc chắn là OH dư. OH dư về số mol axit chính bằng số mol nước đều bằng 0,25. Các em hiểu chỗ này không nhỉ? Vậy hoàn toàn đây thì có này, phân tử khối này 14N cộng 32 bằng 16,4 chia 0,25. Đến đây mình tìm được N bằng 16,4 chia 0,25 bằng trừ đi 32 bằng chia 14 bằng 2,4. N bằng 2,4. Vậy một thằng lớn hơn 2, một thằng nhỏ hơn 3. Đúng chưa? Vậy một thằng axit là gì? Một thằng là C2 và một thằng là C3. Đúng chưa? Bởi vì là 2,4 mà thì một thằng chắc chắn phải có C2 rồi. Đây toàn C3 vứt vứt. Vậy đáp án đúng đáp án B bỏ. Ok, các em hiểu bài không? Đấy, câu này khá cứng đúng không? Đấy, bạn nào mà chưa hiểu thì lưu video livestream lại về tường nhá, xong rồi chốc nó xem lại nhá. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 16. Câu tiếp theo câu số 16. Hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z gồm 2 este XY được cùng tạo bởi cùng một ancol. Được không? Hoàn toàn chuẩn đấy Huy ạ. Hoàn toàn có nghĩa là hoặc axit hết hoặc là bazơ hết nhá, hiểu nghĩa nhá. Hiểu nghĩa xem lại về tường trong chốc, hiểu nghĩa xem lại là được. Câu 16. Hỗn hợp Z gồm 2 este XY tạo bởi cùng một ancol và 2 axit carboxylic kế tiếp nhau với em đoạn. Vậy điều này chứng tỏ là tương đương với 2 este hơn kém nhau một carbon. Hơn kém nhau một carbon. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn m gam Z thì cần dùng 6,16 lít khí. Oh, thank you Lê Cẩm Tú. Lê Cẩm Tú nhớ xe về tường công tác các bạn vào nhá. Thầy giảng chất, bởi vì là thầy chẳng có giọng đâu, thầy dạy nhiều quá nên thầy chẳng có giọng đâu mà chém gió các em nhiều được, các em thông cảm chút. Đốt cháy hoàn toàn m gam Z. Thế thì mình cũng chưa biết được một điều gì nhiều. Cần dùng oxy thu được, này thầy tìm được số mol CO2 này bằng 5,6 chia 2,4 bằng 0,25. Số mol nước bằng 4,5 chia 18. 0,25 tiếp. Do số mol hai này bằng nhau nên chắc chắn hai este này no đơn chức, tương đương với este no đơn. Được chưa? Este no đơn, vậy mình sẽ có công thức tổng quát của este no đơn. Công thức tổng quát của este no đơn đó là CnH2NO2 cộng với oxy. Mình tìm được số mol oxy 6,16. 6,16 chia 2,4 bằng 0,275. Thu được CO2 0,25, nước 0,25. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm được este 0,25 nhân 1, 0,25 nhân 2 trừ đi 0,275 nhân 2. 0,25 nhân 1 cộng 0,25 nhân 2 trừ đi 0,275 nhân 2 bằng chia 2 bằng 0,1. Vậy số mol este bằng 0,1. Số mol este bằng 0,1, vậy suy ra số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,25 chia 0,1 bằng 2,5. Do 2 este hơn kém nhau một carbon, vậy chắc chắn một thằng là 2, một thằng là 3. Suy ra một thằng este là C2H4O2, một thằng este là C3H6O2. X nhón Y, vậy chắc chắn anh này là X, anh này là Y. Mình sẽ đáp án nha. Mình xem đáp án. Các em chú ý là theo dõi thật kỹ trên fanpage của thầy để lấy đề. Được chưa? Theo dõi thật kỹ trên fanpage của thầy lấy đề. Và nhớ là theo dõi thật kỹ thầy vào các tối hàng tuần để theo dõi thầy live stream để chữa. Thầy sẽ có buổi live stream tiếp theo vào tối thứ 3 nhá. Được chưa? Thầy có lịch live stream cố định là tối thứ 3. Được chưa? À thôi, tối thứ 2 đi. Theo dõi buổi live stream tiếp theo thầy tối thứ 2 và tối thứ 6 và tối thứ 2 và tối thứ 4. Thôi giờ thì chuyển lịch cố định. Live stream vào tối thứ 2, tối thứ 3, tối thứ 4. Nhớ chưa? Theo dõi các buổi live stream này nhá. Thôi em ở lại nhọc thêm, đúng rồi, những câu này kinh khủng lắm. CH4O2 vậy nó sẽ là gì nhỉ? HCOOCH3. Nhìn anh này loại, anh này loại, anh này lấy, anh này loại. Đáp án đúng đáp án C.
Ok chưa? Ơ, thanh thường ấy, em chấm là chấm vào fanpage nhá. Các em ơi, các em chấm vào fanpage các em có nhận được đề không? Thầy chấm thì nhận được luôn mà. Bạn nào chấm cũng nhận được, sao mỗi thanh thường là không bị nhận được ấy? Hai thanh thường bị ghép. Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 17. Bây giờ dễ rồi, giờ những câu này dễ. Vừa nãy có hai câu khó thôi, thầy thử thách các em một chút. Nào. Ừ, live free 3 buổi, live trong nhóm nhiều hơn 6 buổi. Nào mình có nào. Câu 17. Câu 17. 45 gam axit acetic phản ứng với 69 gam ancolitilic. À. 45 gam axit acetic. Vậy là CH3COOH số mol bằng 45. 45 chia 60. 0,75 mol. Phản ứng với 69 gam ancolitilic C2H5OH số mol bằng 69 chia 46 bằng 1,5. 1,5. Thu được etin acetat là CH3. Myelin á. Hello Lục Trung Đức. Myelin là một chất béo được hình thành ở trong não bộ chúng ta. Cái này gọi được là bao myelin. Cái chất này chỉ được hình thành khi mà chúng ta sai. Được chưa? Và những ai mà sai nhiều lần thì chất này được hình thành rất là nhiều. Và cái chất này là quyết định cho sự thông minh của em. Từ minh myelin có nghĩa, từ minh myelin có nghĩa là thầy sẽ giúp các em sai thật nhiều. Sai càng nhiều thì em càng nhanh trở thành thiên tài. Ok chưa? Nào mình có này, CH3COOC2H5. Ok. Mình có tiếp tục này. Số mol etin acetat bằng 41,25 chia cho 88. 41,25 chia 88. Xét là nhanh về tường nhá. 41,25 chia 88 bằng 0,46875. 0,46875. Chú ý, vậy suy ra số mol CH5OH phản ứng cũng bằng 0,46875. Suy ra số mol acid phản ứng cũng bằng 0,46875. Vậy điều này suy ra hiệu suất. Hiệu suất thì phải tính theo chất hết. Hiệu suất phải tính theo chất hết bằng 0,46875 chia cho 0,75 nhân 100% thì bằng, chia cho 0,75 bằng nhân 100 62,5%. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Câu bé này lùng chính xác. Thanh Thường chính xác, Trần Minh chính xác, rất tốt. Dễ không em? Mình sang câu tiếp nha. Câu số 18 nha. Câu số 18 đáp án gì nào? Câu tiếp theo nào. Câu số 18 nào. 18 nào. Hai chất XY, hai chất XY có cùng công thức phân tử. Hai chất XY có cùng công thức phân tử. X và Y có cùng công thức phân tử này. Chất X phản ứng được với kim loại natri. Nhìn nhá. X dễ cực phản ứng được với kim loại natri. Các em cùng comment đáp án đấy nhá. X phản ứng được với kim loại natri. Vậy nhìn này, anh này OH phản ứng natri. Anh này Fe không? Anh này Fe không? Anh này axit phản ứng được. Nhưng tham gia phản ứng trắng bạc. X trắng được bạc. Vậy thằng CH3COH không bao giờ có trắng bạc. Vớt. Với trắng bạc là A. Đáp án đúng mình đáp án A các em nhé. Câu 18 đáp án A. Câu 19 ạ. Câu 19 ạ. Acid carboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Acid carboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho X, đây là acid, 100ml dung dịch X, mình tìm số mol bằng 0,1 nhân với 1 bằng 0,1. Phản ứng hết với NaHCO3 dư thì thu được khí CO2. Vậy mình cần tìm là thằng X này có bao nhóm COH. Công thức giản nhất C3H5O2. Vậy chắc chắn mình suy ra công thức của thằng acid này là C6H10O4. Hay nói khác, nó có dạng là C5H8COOH tất cả hai lần, có hai nhóm COH. Vậy số mol nhóm COH bằng 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Vậy suy ra số mol COH bằng 0,2. 0,2 mà nhân với lại 2,4. Suy ra VCO2 bằng 0,2 nhân 2,4 bằng 0,448 lít bằng 448 ml. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C.
Tốt, Nguyễn Thu Thủy chính xác. Đây, Thu bị lừa này, Lê Cẩm Tú bị lừa này. Được chưa? Nguyễn Thu Thủy C chính xác, Lê Gấm chính xác. Cậu bé lạnh lùng chính xác, rất tốt. Hello. Thank you. Xe này nhanh về tường nhá. Chúng ta có sang câu tiếp theo. Câu số 21. Nào. Câu tiếp theo, câu số 21. STX. STX. Huy xe giúp thầy vào trong tất cả các nhóm nhá. STX được tạo thành từ ethylene glycol. Bây giờ thầy đang giảng chậm đấy. Vừa nãy câu 19 thì giảng nhanh nhanh một chút. Đây, Nguyễn Huy chốt cho thầy xem được bao nhiêu điểm so đáp án của bộ cho Huy ơi. 21 STX được tạo thành từ ethylene glycol và hai axit carboxylic đơn chức. Vậy STX của chúng ta có dạng là R1COOCH2 R2COOCH2. Trong phân tử STX thì số nguyên tử carbon nhiều, số nguyên tử oxy là 1. Oxy có 1, 2, 3, 4. Vậy suy ra carbon ở bên trong này thì bằng 5. Thế mà đây có 1, 2, 3, 4 không? Vậy điều này tương đương với lại R1 cộng R2 thì chỉ bằng 1 thôi. Bởi vì đây là 1, 2, 3, 4 mà R1 cộng R2 chỉ bằng 1 thôi. Đúng rồi, câu này thì chữa một lần là chính xác. Vậy tương đương với nó chỉ có thể là 0 cộng 1. Vậy nó là HCOO CH2 CH3 COO CH2. Các em cứ học thầy à, sau này còn rất rất nhiều câu trùng với đề thi của bộ cơ. Cho M gamic tác dụng với NaOH. Mình tìm được số mol NaOH bằng 10 chia cho 40 bằng 0,25 mol. 0,25. Các em lưu ý nha, anh này là ST2 chứ. Vậy ăn 2 NaOH, vậy mình suy ngược lại. 0,25 nhân 1 chia 2 bằng 0,125. Ok chưa? Bằng 0,125, vậy hoàn toàn mình tìm được giá trị của M. 0,125 nhân với mở ngoặc đơn. Anh này là 1 này, cộng với này, cụm này là 44 này, cộng với anh này là 14 này, cộng với này 14 cộng này 44 này cộng này 15 này bằng này 11,5 gam. 11. Ơ, thầy bấm nhầm. 0,125 nhân với đấy, biết ngay, bấm thiếu này. Cộng với này, chỗ này là 44, bấm thiếu 44 bằng 16,5 gam. 16,5 gam, đáp án đúng mình là đáp án D nhá. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D, 16,5 gam. Ok chưa? Mình sang câu 22 nào. Mình sang câu 22 nào. Bây giờ các bạn bắt đầu comment đáp án đuối rồi. Nhưng câu này dễ mà tại sao lại comment đáp án đuối nhỉ? Nào mình có nào. Câu số 22. Câu 22. Đúng rồi thầy gõ sai. Thank you Huy. 22. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gram 1 STX. À, câu 22. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gram 1 STX được tạo thành từ axit carboxylic đơn chức và ancol đơn chức. Vậy nó là ST đơn chức đã. Mình tìm được số mol CO2 bằng 0,22 chia 44 bằng 0,22 chia 44 bằng 0,005. Số mol nước bằng 0,09 chia 18 bằng cũng bằng 0,005. Mình thấy số mol nước bằng số mol CO2. Vậy điều này chứng tỏ là ethanol đơn hở. Và ethanol đơn hở công thức tổng quát là CnH2NO2. Được chưa? Chỗ này cho khối lượng 0,11 cộng oxy ra được CO2 cộng nước, khối lượng bằng 0,22 0,09. Vậy hoàn toàn đây mình có bảo toàn khối lượng cộng mol oxy. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được mol oxy, từ đó mình tìm được số mol oxy. 0,22 cộng 0,09 bằng trừ 0,11 bằng chia 32 bằng 6,5 nhân 10 trừ 3. 0,00625. Chỗ này số mol oxy bằng 0,005. Nước bằng 0,005. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol của ST. Nhìn nhá, 0,005 nhân 1 cộng 0,005 nhân 2. 0,005 nhân 1 cộng 0,005 nhân 2 trừ đi 0,00625 0,00625 bằng 8,75 nhân 10 trừ 3 chia cho 2 4,00000475. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon bằng lỗi sao nhỉ? Hình như chỗ này thầy bị lỗi sao á? Thầy đang tính lỗi cái gì vậy không các em? Hình như
thì như thầy có cảm giác là thầy đang tính lỗ lỗ cái gì đó. 0,2 chia 44 bằng 0,005 bằng 5 nhân 10 trừ 3, đúng rồi. 0,005 nhân với lại 3 trừ đi 0,00625 nhân 2 bằng. Đấy, chia 2, ấn lỗi 1,25 nhân 10 trừ 3. 0,00125. Về số người carbon bằng 0,005 chia cho 0,0125. 4. Carbon bằng 4. Ok, thanh kêu thanh thường. Carbon bằng 4. Carbon bằng 4 vậy nó là C4H8O2. Đừng bạn nào chọn 4 ngay nhá. Đề bài hỏi số este đồng phân của x. Được chưa? Số este đồng phân của x vậy mình có là 0 cộng 31 cộng 22 cộng 1. 345 248 3 có 2, 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy tổng cộng mình có 4 đồng phân. Dễ. Ok chưa? Đáp án đúng đáp án D. Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 23 này. 23 bây giờ đáp án gì? Câu tiếp theo. Câu số 23 này. 23 là đáp án gì? Thủy phân este x có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Úi dồi ôi, thế câu này là gồm nhé. Tất cả bọn HCO. HCO này, 1, 2, 3 này. Nối đôi đây là một thằng. HCOO nối đôi nằm đây là hai thằng. Đúng chưa? Đây 1, đây 2 này. Thế bọn này là đều trắng bạc. Đúng chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. 3 này. 3 này là CH3COO thì nó phải là có nối đôi CC. Đúng chưa? Thì thằng này thủy phân, thằng này thủy phân là tạo thành CH3COOH cộng với lại là CH3CHO thì CH3CHO trắng bạc mà. Anh này thì chắc chắn trắng bạc, anh này chắc chắn trắng bạc rồi, anh này trắng bạc rồi, ba thằng. Nhiều đứa chọn 3 nhưng đáp án 3 là đáp án sai. Bởi vì tại sao? Để hàm hỏi số đồng phân, số este thỏa mãn thì mình xét cả đồng phân hình học. Thằng này không có hình học. Thằng này không có hình học nhưng thằng này có hình học. Vậy mình tổng cộng có 1 2 3 cộng thêm một hình học là có 4 đáp án đúng đáp án. À đấy, thầy thấy có rất nhiều bạn tỉnh này. Thu tỉnh. Thu thủy ra tìm được D. Giỏi. Ánh Minh tìm D này. Có Sít Ran chính xác, Lê Gấm đúng, Lê Quân đúng. Huy đâu rồi? Họ tắt điện rồi. Huy tắt điện rồi. Chết trong nhà tắm rồi. Nào sang câu 64 là câu 24 này. Dĩ nhiên là khoai. Khoai, thế nên là bởi vì dạo này là thi chứ không thông ra là thi những câu khó các em. Các em nhìn cái mức độ điểm đấy. Nếu mà mình chỉ đi luyện những câu dễ theo kiểu mà cho thì tạch hết. Có mấy đứa được điểm cao đâu. Đúng không? Nên là mình phải luyện ngay từ bây giờ để được điểm cao. Nên mục tiêu chúng ta là thi các trường top 1 và top 2 chứ các em. Nên mình phải học ngay từ bây giờ nhá. Quyết tâm trên 7 điểm. À, cho phương trình khoa học. Chắc đích là em nhìn kỹ này, nhìn kỹ này. Thầy gợi ý cho nhìn này. Bây giờ thì đi bảo toàn carbon nhá. Bây giờ thì đi bảo toàn vế này có 2 carbon này, cộng 1 carbon là 3 cộng 1 là 4 này. Đúng chưa? 4 mà chia 2 thì x chuyển thành chỉ có 2 carbon này. Vậy nhìn này, thằng x này, thằng này có 4 vứt. Thằng này có 3 vứt. Thằng này có 2 được, thằng này có 2 được. Nhìn nhá. Bảo toàn kali này. Bảo toàn natri này, DNA2, DNA2 đủ rồi. Đây K2 chia 2 và trong này phải có 1 kali. Không thể có natri. C. Ngon lành cành đào. Lê Gấm nhỉ? Đấy, anh Minh nhỉ? Thu nhỉ? Chính xác chưa? Thầy chưa ảo giác. Làm gì có ảo giác. Dễ mà em. Đây là rất nhiều bạn bị sai thôi, nên không vấn đề gì cả. Chúng ta làm hóa chúng ta có rất nhiều kỹ năng. Bạn nào nếu thấy hay thì nhớ share lại về tường để cho các bạn cùng biết là thầy Minh Nguyên Liên dạy hóa. Em nhìn đấy, chúng ta chữa hết sức lực gần được 1 tiếng rồi mà mới đến được câu số 24 trong đề thi đạo. Thế mà nếu mà chém gió nữa thì làm gì có thời gian, đúng không? Chúng ta học phải học chất. Học phải học thực sự chất. Mỗi ngày chúng ta bỏ ra 1 tiếng học một môn là đủ bơi rồi. Toán 1 tiếng, lý 1 tiếng, hóa 1 tiếng là 3 tiếng rồi. Đúng không? Như vậy thì mới khủng được. Ok, thank you Trần Nguyễn Thanh Hương, chào Tùng Dương. Các em hãy nói điều đó với tất cả các bạn của em nhá. Để cho các bạn cùng theo dõi buổi live stream này. Câu 26 à, bởi vì là đông bạn theo dõi thì thầy mới có hứng để mà thầy làm các buổi thì live stream free tiếp. Chứ nếu mà ít đứa theo dõi là thầy thấy buồn ấy. Thầy thấy buồn là thầy không làm live stream nữa. Giống kiểu 2K1 năm vừa rồi các em nhìn thấy 2K1 theo dõi thầy rất rất nhiều. Thế nên là thầy live stream liên tục. Một ngày live stream 2 buổi cho các bạn. Câu 26 nào. Nào, câu 26 nào. Chất nào sau đây, tại lục chúng tôi chưa xe đấy. Chất nào sau đây
khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anhít. Chất nào sau đây khi đun nóng dịch NaOH thu được sản phẩm có anhít? Sản phẩm có anhít. Thằng này là không thể thu được sản phẩm anhít, vứt. Thằng này không thể với OH đính vào carbon no, vứt. Đúng chưa? Hai thằng này này thì anh này thu được anhít này, C2H5 CHO. Còn anh này thu được ceton cơ. C2H5 này. C nối đôi O này, CH3. Đây là anhít, vậy đáp án đúng đáp án. B bỏ, Minh Nguyễn đúng, Vũ Quang Huy đúng. Đấy, giờ mình sang câu số 27 nhá. Sang câu 27. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Ok, nhìn nhá. Axit acetic. CH3 này. COOH. Liên kết đôi với methyl format. HCOOCH3 liên kết đôi với anhít acetic. CH3COH liên kết đôi với ancol ethylic. Đây vẽ cho các em nhỉ. H toàn đơn, phun đơn. Dễ ơn. Đúng chưa? Bây giờ mình còn câu 28, câu 29, câu 30, câu 31. Và những câu này rất dễ. Thầy muốn tất cả các bạn 69 bạn đang theo dõi video live stream, thầy cùng comment đáp án để thầy xem. Câu này rất là dễ thôi, không quá khó. Câu 28, este nào sau đây khi phản ứng dịch nào mà dư đun nóng không tạo ra hai muối? Anh này thì tạo ra hai muối này, thầy biết hai muối này nhá. Tạo thành hai muối là C6H5COONa và C6H5ONa. Free ship thêm bằng nước nữa. Hai muối này, đây là không. Vớt. Anh này thu được cũng hai muối này, CH3COONa cộng C6H5ONa. Free ship thêm nước nữa. Vớt tiếp. Anh này sẽ nào? Tạo thành COONa hai lần cộng CH3OH. Anh này có một muối thôi. Vậy đáp án đúng đáp án C. Trang văn thi xong rồi vẫn ngứa nghè à em? Đây, sang câu số 29 Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 này này. Buổi sau là buổi hôm thứ 2. Các em nhớ lịch like nhá. Thứ 2 mình lại like tiếp là đề thi đại học phần 2 nhé, part 2. Được chưa? Mình có tiếp này, câu 29 này. Câu 29 này. Xà phòng hóa hoàn toàn HCOCH2H5. HCOOCH2H5. Ta tìm được số mol luôn nhỉ? 3,7 chia 74. 3,7 chia 74 bằng 0,05 mol. Bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan HCOONa 0,05. Vậy ta tìm được m. Nhân với lại anh này bằng 68. 3,4 ra. Đáp án đúng đáp án B bỏ. 30 nào. 30 nào. Những câu này dễ hơn. Đây này, câu 31, câu 32 ối đứa sai. Mấy đứa làm xong rồi thử làm đi. Mấy câu 31 của 32 ối đứa sai. Kiều Văn Tú, video của thầy thì thầy vẫn lưu lại trên tường, nhưng thầy nghĩ là em nên lưu lại vào trong một cái, lưu lại trên Facebook của em để lúc mà em ôn em có thể xem lại được nhé. Tốt nhất là nên xem lại. Câu 30 này. 3 gam CH3COH, CH3COOH, chúng ta tìm được số mol của nó là bằng 3 chia 60, 0,05 mol. Phản ứng với C2H5OH dư thì thu được CH3COOCH5. Số mol này thu được là 2,2 chia 88, 0,025 mol. Vậy suy ngược lại anh này bằng 0,025. Và hoàn toàn đến đây mình tìm được hiệu suất bằng 0,025 chia 0,05 nhân 100% thì bằng 50%. Ok, đáp án đúng đáp án B bỏ.
Đúng rồi, thay đổi chỗ, chính xác. Đúng rồi, thu thủy ạ, thay đổi chỗ. Câu 31. 31, 2K1 vẫn xem thầy live stream như một thói quen. Thank you 2K1 của Vũ thầy. Nào câu 31 nào. Tổng số chất hữu cơ bạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 nào. Tổng số chất hữu cơ bạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 nào. Comment đáp án này xem nào. Nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. HCOOCH3 này, một cháu này. CH3COOH một cháu nữa. Và đa số quyền này. CH2OH cháu thứ 3. Vậy tổng cộng mình có 3 cháu. Đáp án đúng đáp án A. Vũ Quang Huy đúng, Nguyễn Tiến Ngọc đúng, Lê Gấm đúng, Nguyễn Thị Thu Thủy đúng, chính xác, rất tốt. Có tạp chức, chính xác. Nhiều đứa nhầm đấy. Học lớp chất là nhầm. Nhầm nhưng mà vẫn chọn được đáp án và nghĩ nó là đúng. Nó vẫn chết. Câu cuối cùng của tụi em này, bọt. Xem nào, các thanh niên comment đáp án gì. Giờ thì viết ra cho nhìn nhá anh này này. Là vòng benzen. Đúng chưa? Đây có CH3COO Octo. Vậy thằng này ở vị trí đây, COOH ăn với KOH. Thầy đi tìm số mol thằng này đã nhỉ. 43,2 gam thì phân tử khối cái 15 cộng 44 cộng 12 x 6 cộng 4 cộng 45 bằng 180. 43,2 chia N bằng 0,24 mol. Đấy, bây giờ ra cao hoạt bằng bao nhiêu? Dĩ nhiên câu này chất. Quá chất. Ôi sai rồi này. Nào comment đáp án này xem nào. Đào Trung Hiếu A này, Trần Minh Dương A này, Nguyễn Văn Quân A này, Trang Phan C này, Trần Otogami A này. Nào, 60 bạn còn đang theo dõi cùng comment hết xem nào. Nhìn kỹ nhá. Một nhóm COH này thì ăn 1 KOH này. Đây là chức eten 1 KOH nữa này. Nhưng lưu ý OH đính vào vòng thì nó là phenol. Phenol thì là ăn thêm 1 KOH nữa, vậy tổng cộng ăn 3 KOH. 0,24 nhân này. 0,72. 0,72 mà chia cho 1 thì bằng 0,72. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án. À. Ok, buổi live tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta đã săn được bot. Kèm nhớ tối thứ hai, tối thứ tư, được chưa? Tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào khung giờ 20:30 live stream cùng nhau. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại vào tối thứ hai nhé.